Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có công văn yêu cầu huy động sự tham gia chủ động của cả hệ thống chính trị, các cấp ngành địa phương và toàn thể nhân dân để đẩy nhanh tiến độ làm thủ tục hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip. Tỉnh Hưng Yên được giao đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 phải hoàn thành thực hiện trên 1,1 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử. Như vậy, trung bình mỗi ngày, công an các huyện, thị xã, thành phố phải thu nhận khoảng 10.000 hồ sơ. Thời gian qua, công an các địa phương đã thực hiện với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, thường xuyên làm việc 15 giờ trên ngày, kể cả ngày nghỉ. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ phải thu nhận vẫn còn rất nhiều. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tiếp tục huy động sự tham gia, chủ động của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành địa phương và toàn thể nhân dân để triển khai hiệu quả kịp thời dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước